Xin mến chào toàn thể quý anh chị em quay trở lại với kênh Nail Shopping Day của mình. Các bạn thấy cái bộ nail này design có đẹp không mọi người? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà làm cái design trên móng chân của một người khách. Thì ngày hôm nay các bạn mình sẽ làm 3 màu khác nhau. Thì mình sẽ cho các bạn 3 option. Có nghĩa là mình sẽ làm 3 màu nhưng mà các bạn có thể dừng lại ở bất kỳ thời điểm nào. Các bạn cũng có một cái design khác nhau. Tức nghĩa là mình làm cái bộ móng này nó sẽ ra rất là nhiều design khác nhau. Ví dụ mình dừng một thời điểm thì nó ra một design khác, mình làm tiếp nó sẽ ra một design khác, và làm tiếp nó ra một design khác nữa. Có nghĩa là rất nhiều design, rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ sơn hết 10 đầu ngón chân bằng cái màu này, cái màu mình đang sơn này các bạn này, màu nâu nâu này nè. Mình sẽ hết 10 đầu ngón chân. Sau đó mình dùng cái cọ nét, các bạn vẽ một đường ở giữa. Mình sẽ dùng cọ nét mình vẽ một đường ở giữa ở hai móng chân các bạn, mình chia đôi ra đó, chia đôi cái móng chân ra. Thì đối với cọ nét này á mọi người, thì các bạn muốn vẽ cho nó đẹp, nó thanh á, thì bạn phải rung lên, rung cho nước sơn lên cho nó đều ra, là mình vẽ cho nó dễ. Chứ mình nếu mình để mà nước sơn nó đẹp quá các bạn, thì mình làm cái nét nó không có được mướt, nó không được nhanh, không được thẳng. Đó. Sau khi mình sơn hết cái chân bên này xong á, các bạn kẻ bên kia. Thì bên kia các bạn phải kẻ ngược lại bên này nha, đừng kẻ giống bên. Tại vì hai cái chân khác nhau, nếu các bạn kẻ mà giống bên kia nữa là nó sẽ không có hay, nhìn không được đẹp. Có nhiều bạn mình thấy vẽ hoa rồi các bạn, vẽ bên chân này vẽ bên phải mà chân bên kia cũng vẽ y bên như vậy là nó bị sai, bị không đúng. Có nghĩa là chân bên này vẽ phía này thì chân bên kia vẽ phía ngược lại đó, mới đúng ra, mới tạo mới cái độ chuyên nghiệp của mình các bạn nha. Đó, bên kia các bạn vẽ ngược lại ra không, không có vẽ như bên kia vẽ qua, bên này vẽ ngược lại, tại vì hai bàn chân mà nó khác nhau. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ vẽ hai cái line màu đen trên ngón chân, một chân ngón chân cái này các bạn đó, hai line màu đen. Khi mà vẽ xong cái line này thì các bạn đã thấy một cái design chưa? Đó, các bạn thấy không? Thấy cái mẫu design thứ nhất chưa? Đó, nếu mình để y như vậy, mình bỏ thốt cốt là mình sơn á, là cũng xong, cũng được. Cũng có một cái mẫu design nhìn cũng hay hay rồi các bạn. Thấy không? Đó, là có nghĩa là mình đã có một cái design thứ nhất rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không dừng lại ở đây. Mình sẽ làm tiếp để cho các bạn thêm sự lựa chọn nữa, là mình bỏ cái màu xanh này ở trên cái móng út, móng giữa, hoặc là cái móng móng chân cái. Đó, mình bỏ nửa phía nửa đầu này các bạn, từ màu đen các bạn bỏ ra để phía nửa đầu sau này thôi. Đó, các bạn cũng phải rung nước sơn lên cho thiệt kỹ nha, để mình bỏ cho nó cái màu gì cho nó mướt. Từ cái ngón chân cái này, từ cái ngón chân cái này ở trong góc này các bạn này, thì mình sẽ dùng cái cọ nhỏ nhỏ mình sơn ở trong góc trước, rồi sau đó mình dùng cái cọ bự mình sơn lại. Tại vì ở trong góc mà nếu mình dùng cọ bự mình sơn vô á thì nó dính trên cái móng chân, mất công mình phải đi chùi nữa. Và đó, mình dùng cái cọ nhỏ này mình sơn cái góc trước cho nó dễ. Sau đó mình dùng cái cọ bự mình sơn hết toàn bộ là xong. Sau khi bỏ hết cái màu xanh này lên mấy ngón chân này á, là các bạn đã thấy ra một kiểu design nữa rồi các bạn thấy không? Đó, là thành hai kiểu. Các bạn thấy chưa? Hai kiểu rồi đó. Rất đơn giản, nhanh, gọn, nhẹ, ai cũng làm được hết. Ở Mỹ này các bạn, làm nail á, mình phải làm thêm design. Ví dụ mình làm chân cho khách không, mình dụ nó muốn vẽ này không, muốn vẽ kia không, rồi mình làm cho cái chân nó đẹp thêm, là mình kiếm thêm tiền các bạn. Như thế này là các bạn thấy được mình có hai mẫu design khác nhau rồi phải không? Nhưng bây giờ mình không dừng lại ở đây, mình tiếp tục làm thêm một cái nữa, là mình bỏ cái màu đỏ lên, đó, bạn thấy không? Bỏ màu đỏ lên hai ngón chân còn lại, là sẽ ra thêm một cái design nữa, các bạn thấy chưa? Là sớm như là cũng ba cái design rồi đó, một bàn chân mà ra ba kiểu mẫu khác nhau rồi mọi người thấy không? Đơn giản dễ làm, đó. Thì chút xíu ở đây mình sẽ làm thêm nữa các bạn. Không dừng lại ra đâu, mình làm thêm nữa cho các bạn thấy là cái bàn chân này mình có thể làm ra tạo rất là nhiều kiểu khác nhau. Đó, đây là một kiểu là các bạn thấy thấy đẹp không? Đó. Bây giờ nếu các bạn không muốn á, các bạn có thể kẻ thêm một đường màu đỏ ở giữa hai cái line màu đen này nữa, là ra thêm một kiểu nữa, là ba kiểu các bạn, ba bốn kiểu rồi đó. Không, nếu bạn không muốn để như vậy đó, các bạn thấy không, ra một kiểu nữa khác nhau nữa, lại là một kiểu nữa. Nhưng bây giờ mình muốn tạo thêm một sự lấp lánh cho chân khách các bạn. Ở giữa này mình bỏ một đường đá, có nghĩa là mình bỏ giữa hai cái đường line màu đen này này, mình bỏ đường đá ở giữa. Đó, sẽ ra thêm một kiểu khác nữa, phải không? Nếu mà các bạn sẽ định bỏ đá cho khách á, thì các bạn không cần phải kẻ cái đường màu đỏ vô làm chi. Ở đây mình kẻ vô là mình cho các bạn thấy là mình có thể tạo được nhiều cái design khác nhau trên cái chân của khách. Đó. Còn nếu mà các bạn làm trên chân khách thì các bạn chọn một cái thôi. Các bạn có thể làm kiểu như thế này, hoặc là làm kiểu theo kiểu như vừa rồi, không? Giờ mình bỏ đá này, mình bỏ hết đường đá ở giữa này. Thì để mà dán đá này á mọi người, muốn cho dính á thì các bạn bỏ chút keo xuống trước rồi các bạn dán lên cũng được. Ở đây thì mình dùng cái thúc khúc của cái dĩa phen đó các bạn.
thúc cốc nó rất là dày nên bỏ lên nó dính rất là lâu. Thì các bạn dùng cái cây như mình đang xài này, các bạn thấy không, cái cây này cái đầu của nó là xốp, cho nên là khi mình chấm vô cái đây mình này đó, nó hít rất là dễ. Lấy đi đây mình dễ lắm các bạn, chấm vô mình bỏ lên, chấm vô bỏ lên rất là dễ, nhanh gọn nhẹ lại sạch sẽ nữa các bạn, mang tính chuyên nghiệp cao ha. Thì cái cây này mình rất là thích cái cây này lấy đây mình xuống lắm, bạn to nhỏ gì bạn lấy cũng xuống cho nó, bạn chấm được vì cái đầu nó bằng xốp mà, cho nên là hít cái đây mình lên, mình để vô nó hít đây ha. Đó, bạn bỏ hết đi, bỏ hết từ góc chân này bên kia qua chân bên kia. Thì thật ra cái design các bạn là một cái điểm nhấn trên cái chân của người khách để mình tạo cho họ một cái sự hài hòa mà nhìn là lạ, người ta thấy hay hay, người ta thấy vui vui đó. Chứ còn bất kỳ cái design nào là cũng gọi là design hết các bạn nha. Các bạn mới vô nghề hay là các bạn đang tập làm nghề thì các bạn cũng cứ làm bình thường, đừng có ngại ngùng, đừng có sợ gì hết. Vì cái design là cái sản phẩm sáng tạo của các bạn rồi nên rất là đẹp. Cái design không có cái nào giống cái nào cả các bạn. Nó là một sự sáng tạo. Cho nên là các bạn đừng ngại, mới vô nghề hay là làm nghề lâu hay là làm gì phải không đẹp cũng làm được hết trơn các bạn nha. Rồi cuối cùng mọi người bỏ cái thúc cốt là xong. Các bạn đã có một bộ chân hoàn chỉnh với những design lấp lánh và đẹp mắt. Các bạn thấy không? Đơn giản, dễ làm, nhanh chóng, tiền sướng luôn. Rồi, thì mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh của mình á để các bạn nhận được những cái clip mới nhất từ cái chia sẻ về cái nghề nail thực tế bên Mỹ của mình. Đây là nghề nail thực tế các bạn, mình làm trực tiếp từ người khách và mình làm trực tiếp những gì xảy ra hàng ngày để các bạn coi. Khi mà các bạn bước vô các bạn làm nail á thì các bạn sẽ rất là dễ dàng hơn trong cái việc mà tạo mối quan hệ cũng như là trong cái việc mà làm như thế nào cho nó dễ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.